Hello, xin chào tất cả các bạn. Ở đây mình đang có một cái món đồ này là mình đặt mua từ bên nước ngoài. Đây, nó có hai đôi giày và hai cái quần này. Cái này đặt mua ở bên Anh và mình đang rất là tò mò để khám phá nó. Xem là hàng mua bên nước ngoài có khác gì hàng ở Việt Nam không nhá. Những cái mẫu này thì khả năng ở Việt Nam cũng không có. Đây là đóng hộp bọc ni lông như vậy thôi. Giờ mình sẽ khám phá cái món đồ này trước nha. Đây, để mình bóc cái phần ni lông ra nha. Không có cái gì đặt nhiều đồ có hay là không nhiều nữa. Cái này khả năng là đôi giày tennis, đôi giày chạy với một đôi giày gì nữa. Rồi, đây là đôi giày này, hộp màu cam các bạn ạ. Đôi giày này giờ mình sẽ mở bên trong nha. Đây là bên trong. Wow, đây là đôi giày tennis Nike. Nhìn rất là đẹp và chắc chắn. Ở dưới này còn có dán tiếng này như là tiếng Pháp thì phải. Đấy, đây là đôi giày. Xem là cái bên trong này là gì nhá. Sản xuất tại Indo các bạn ạ. Sản xuất tại Indonesia. Size là 41. Chiều dài là 26cm. Là size của châu Âu là 41. Của Anh là size 7. Và Mỹ là size 8. Đấy, sản xuất tại Indo. Có mã vạch ở đây. Đây là một đôi giày xịn. Chắc chắn là đôi giày. Giày này không thể là hàng fake hay hàng giả được, bởi vì đặt mua trực tiếp thì bên Anh. Các bạn đấy. Đôi bên này cũng đấy. Đôi như này đôi màu đen trắng và phối màu. Thêm cái biểu tượng này màu cam. Đấy, đây là một đôi giày xịn. Mua ở Việt Nam thì sẽ sợ là không được yên tâm, có thể là mua phải hàng fake. Đấy, bây giờ mình xong rồi bây giờ mình sẽ tiếp vào kiện thứ hai này. Đây là hai cái quần tennis. Quần size S. Đây, cầm mở đây. Mình thấy size S chứ to quá. Đây à, đây còn một cái nữa các bạn ơi. Đấy, cũng như vậy thôi. Thường là 20 bảng 2 chiếc. Mà mình mua cũng được giá nhiều lắm. 13 bảng 1 chiếc. Và nếu mà các bạn mua được sale thì nó rất là rẻ thôi. Nó chỉ rơi vào khoảng 6-7 bảng 1 cái quần thôi.
về đến Việt Nam thì khoảng hơn 400.000. Đây, giờ là cái này là cái tiếp theo, đôi giày. Đôi giày trái khá là đẹp các bạn ạ. Giày này là giày chạy. Để mình xem là cái này là sản xuất tại Trung Quốc. Đấy, cũng là size 41. Còn cái đôi giày nam lúc nãy là sản xuất tại Indo. Đấy. Này cũng là một những hãng không nổi tiếng như Nike nhưng mà là của châu Âu thì đều rất là tốt, đế nhìn rất là đẹp, trông xịn, cầm nhẹ. Đế hơi cứng, nếu mà là đôi giày Nike thì đế nó sẽ thường là sẽ làm sẽ mềm hơn. Nhưng mà cái này cũng không đến mức là bị cứng như đôi Adidas đâu các bạn ạ. Đôi này khá là đẹp. Bây giờ mình đã khám phá xong 3 món đồ mình đặt mua và không thấy có lỗi gì cả, cũng khá là ưng ý. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip nha. Hẹn gặp lại clip tiếp theo.